sáng mua chiều sổ túi xé nè. Ý lộ sáng mua chiều sổ tối trúng nè. Ai vé số đi, sáng nay ế quá đi. Vậy chị, mua em tại số chị. Gì vậy cưng? Em bé. Bé mua anh tại số bé. Có số đẹp không? 1, 2, 4, 5. Số mấy nữa? 5, 4, 3, 2, 1. Số 6. Không, số này đẹp lắm á. Không mua đâu. Sao vậy? Vé số cũ anh sao mua? Dám đâu, xe số này mới ra lò đó, chiều mai mới sổ mà. Chiều mai mới sổ hả? Ừ. Sáng mai mua hả? Ồ, bà này bà có duyên tôi chết liền á. Ồ, sao mà ế quá, không ai mua hết trời ơi. Đi nãy giờ cả hai cái số mỏi chân mà không ai mua với số. Đói bụng nữa. Vì sao con khóc? Hả? Ôi, giữa ban ngày, ở hẻm 308 có ông Mục. Ý, không phải ông Mục, giọng này là giọng của ông Tiên. Ông Tiên ơi, giúp con với ông Tiên ơi. Tao là con điên. Trời, ông Tiên đâu dịch này. Mày khùng vừa phải thôi, mày làm gì bán cái số, mày ngồi mày than thở. Mày ca cẩm mày nói chuyện mình mày á. Mày hay út làm tao hết hồn. Không có, bán yếu quá. Ừ. Trời đất ơi, thì cái người bán đắt đi không hỏi, người ta chỉ cách cho bán đắt. Cái cách gì chỉ giùm út? Mày phải có cái thương hiệu, người ta tin mày rồi người ta mới mua đồ cho mày. Wow, chuyện này lạ nha. Bán xôi phải có thương hiệu nữa hả? Có sao không? Sao Xuyến Xôi. Giống như là công ty á hả? Ờ. Sao Xuyến Xôi vậy? Ta bán vé số là số xôi sục. Ờ đó. Sục xôi số. Thấy không? Rồi cái thứ hai á là mày phải ca. Ca sao? Mày phải hát lên, mày đi giống như xe kéo kéo tới đâu là nhạc tới đó. Ta bu vô, ta mua hàng cho mày. À, vậy bán xôi có hát không? Hát chứ. Hát sao? Thí dụ ta nói em, ai ăn xôi giò, ai ăn xôi gà, cho thêm 2.000, ăn thêm xôi đậu phộng nha. À, vậy làm tao bán cái số tao bài hát phải không? Xô xô xô, a lê a lê a lê. Xô xô xô, a lê a lê a lê. Sổ sổ sổ, a lê a lê a lê. Trúng trúng trúng, a lê a lê a lê. Chặt chặt chặt, lết lết. Mày bán mày nói chặt chặt là thua rồi. Rồi sao vậy? Ờ, đã nghèo bị móc túi nữa hả cha, sao cào cấu dữ vậy? Phải, này là tự xé cho tao thấy tội nghiệp tao mua vé số. Trời. Này mày không tin nè, nè, xé cho coi. Trời. Đó, nghĩa lắm. Tự quỷ hoại thân thể. Mới mua, hiểu không? Ơi. Bán ế quá, đôi bụng. Đôi bụng hả? Ừ. Nè, xôi nè, ăn đi. Cho là hả? Không nổi đâu. Xôi phải mua chứ. Phải mua hả? Ừ. Vậy là bạn bè giúp đỡ. Đâu, giúp đỡ thì cũng giúp đỡ, phải có tiền bạc trong đó. Nhiều gói à? 5.000. 5.000. Bán là 500. Giả vô trong mặt mày giờ. Mày đúng là ông nội tôi thiệt á, thì cái ăn xôi tao bán 5.000 ăn 500. Xôi giờ giật giá cái gì cũng lên trơn á. Vàng lên, xôi lên. Ủa sao kìa? Tại xôi tao màu vàng. Xôi làm như nó tóc nó đi nhuộm. Ừ. Ăn không? Thôi ăn. Còn bán nhiêu? 2.000. Trời đất ơi thằng. 5.000 bán, 2.000 không bán. Thôi được rồi. Giờ nói trả tí chứ khoát nè. 1.000. Mày chơi phá giá mà mày mua 2.000 mày trả suốt 1.000 mày. Giỡn chơi thôi. Thôi 2.000. 5.000 bán, 2.000 không bán, bán con mẹ. Thôi bán đi. Không. Bán đi. Không. Bán đi. Không. Bán không. Không. Không bán tao đi. Ăn sâu gì? Hả? Tụi mày, mày chảnh chứ mày. Mày làm cái hồi tao hết hồn. Mày làm như mày chảnh lắm mà. Trời ơi, không bán cũng cùng thôi mà. Không bán đi, thôi ăn vô gì. Một đời tao vậy đó, lên mà người tao xuống nước à. Thôi, rồi 2.000. Ờ, ăn giùm đi, trời ơi, bạn bè ở nhau không, mày ăn giùm tao cũng vậy, mày ăn giùm tao đi. Đây nè, xôi tao bỏ cho trong hộp đàng hoàng, thấy không? À. Ăn ba cái xôi như vậy á, mình phải ăn mà mình nó có cái chất lượng đâu này. Bởi vì tao ăn tao không có ở dơ. Trời ơi, mình bán xôi mà mình dơ thì người ta không có ăn được cái gì mà ngứa dữ vậy trời. Đúng không? Mày ăn xôi, mày để cái mềm như vậy nè, mày thấy không? Đó, thì xôi nè, đó, mềm mà, mới nóng nè, ăn đi cưng. Mày ăn luôn đi. Sao vậy? Mày nghĩ sao vậy? Mày bán có xôi không mà mày hôi bò trong đó mà lấy ra mày bị gãi móc mà múc. Làm nhân cho ăn hả? Rồi mày ăn không? Không ăn. Mày ăn mất 2.000. Ê kỳ vậy? Lấy con khác. Không. Lấy con khác đi. Lương đúng quá này. Bắt buộc ép ăn gì hả? Kêu cha tao vậy? Mặt mày đó cá. Ngoan mày. Ăn xôi mà làm như cho nó ăn thuốc độc quá. Con quỷ. Mỹ nhân. Mỹ nhân. Mỹ tăng. Mỹ đen. Cái bỏ má tôi ghê quá à. Trời, con ăn xôi mà con nhìn vô
Ủa, hồi nãy sao mấy bạn nói thì đẹp, còn giờ sao mấy bạn nói thì xấu vậy? Ai mà nói nữa, mà nói nữa, ốc éo nổi, tùm lum, nhìn cái mỏ bà. Nó nghe là hai người yêu tôi nói đại đi nha, đừng nói cuối đời lấy tôi. Cầm giùm thúng xôi đi. Chi vậy? Đi ối. Đợi mày làm như mày đẹp, cái mặt mày xấu nhất mày làm như mày đẹp gì á, thiệt á. Thế để đẻ ra bán đắt không? Ế ế mấy không biết sao ế không? Sao hả? Tại ba má mày có phước quá, đẻ đứa con gái ra mà cái mỏ nó gì ai thuộc pizza dính cái banh vô trong miệng đó vậy. Này nó quá môi ta môi cái tim dễ thương dễ như nó điên. Đúng rồi, má môi nhắn nhìn cái này ta nhìn vô nữa môi chuột á. Cái môi này có dễ hay không dễ gì cũng giống cái cọt á má ơi. Cái môi này là môi con cá chừa kiến. Cái môi mày là môi trái dưa hấu đi bán. Đi bán lại. Ai vậy? Chị em ổn đừng có rung, đừng có rung, đừng có rung. Cái gì vậy? Trong những trường hợp này mình không có rung. Đúng. Dạ. Mình rung mình không có làm được cái gì hết. Mày đúng yên rồi. Tâm, mày bình tĩnh, mày phải bình tĩnh, mày mới giải quyết được. Mày được. Cái sao tao càng nói mày càng rung vậy? Mày rung chứ tao đâu có rung. Mày rung á? Tao bị mỏi chân mà. Của tao không ai dám làm gì tụi bay đâu. Xử đi. Thằng này nhé. Nó làm cái đủ rồi tí. Cô cứ chơi cái sao đứng cái hồi nào vậy? Mới gà. Trời ơi hay cái trời hèn quá vậy trời. Thà hèn còn hơn chết. Ủa thằng này là ai vậy ta? Hỏi đi. Hỏi đi, mày hỏi đi. Để tao hỏi cho. Bà ơi. Đó là ai thế? Cướp. À đó là cướp. À cướp mà gì đâu sợ. Trời ơi. Trời ơi, bán vàng, bán hột sòn, ông cướp cướp thằng bán xôi. Không ông cướp mà đi cướp thằng ăn xôi, thằng bán giá số. Có tiền không? Dạ không. Có tiền không? Dạ không. Có tiền không? Dạ không. Có, nó có 2.000 á. Đâu? Ăn chi vậy? 2.000, thấy mày bán cho tao xôi nè. Ăn chi mà cũng mày khai chi? Bóc tiền đó. Đã có 2.000 ai giấu làm gì, anh cướp em không đưa anh, nói em kỳ vậy anh sao đúng không, em đưa liền và đem cảm ơn bạn em xíu, nó nhắc em mới nhớ có 2.000 đưa anh chứ không là mà chết bà mẹ không. Em đưa anh. Dạ hỏi nó coi. Dạ hỏi thằng này phải không anh? Dạ anh đợi em chút xíu nha anh. Mày còn tiền không vậy? Có, mày đừng có khai tao nha. Tao không khai mày đâu. Tao cũng như mày đâu, hử hai bạn mày đó. Nó có tiền không? Dạ có. Trời ơi sao mày nó ngoài không khai? Nó chơi tao phải chơi lại chứ. Trời ơi mày hèn. Dạ, nó chỉ lên dở thôi chứ em đâu có. Móc tiền. Nhưng còn có 2.000 em mua xôi hết nè. Nè, túi nó còn rất là tiền rồi đó. Tiền này đâu có đâu. Lần đầu tiên mà thấy dao nó màu vàng. Thôi mình thấy dao inox trắng. Vàng với vàng. Hai cái vàng nó gặp nhau. Để anh đây cho anh tuột xuống đi. Trời ơi mày còn giỡn nữa mộng. Dạ xong rồi anh ơi, dạ bây giờ chắc dạ, đi bán được rồi phải không? Thôi đi bán mày ơi, thôi đi bán. Con mập kia. Trời ơi nói thì sao, em đâu có mập đâu. Mày nhìn lại mày như con heo vậy. Trời ơi nói thì sao đâu á. Trời đất ơi mập quá, mập thiệt thì dạ em không có tiền. Có không? Dạ không. Có không? Đâu có túi đâu có tiền. Có không? Còn gì vậy? Sao nó hỏi nhỏ mập mày trả lời chứ vậy? Không trả lời đi. Trời ơi cầm cái dao đó cái chỉ hoài nhột quá. Trời ơi sao mày hèn quá. Trời ơi. Từ từ đi nó bóc ta luôn. Dạ, nó bán vé số mà nó giàu nhất á. Dạ đây. Xong rồi hết rồi. Đi bán à. Đừng lại. Dạ. Gì vậy? Tao nói thiệt với tụi bay. Nói cái gì? Bây giờ á. Đừng nha. Gì vậy? Ủa gì vậy? Trời ơi tội nghiệp quá, đi cướp bị đau bụng mày ơi. Bị đau bụng hả? Ê toilet nằm chỗ đây nè. Mày rảnh mày đánh. Ai mượn mày chỉ nó gì vậy? Nó đau bụng. Ủa sao nó nhúc nhích vậy trơn vậy mày? Ê mấy bạn ơi, cái hình ảnh này quen lắm. Thấy này nó bất đứng bất động không? Thường thường người ta có cái câu địch không động ta không địch. Cái gì? Cái gì? Cái ông nội như lộn lời hả? Cái câu của người ta là cái gì? Là địch bất động ta bất động, qua cái miệng thành không địch. Lộn lắm, bạn biết văn từ bạn nói đi. Thì hình như nó động lại rồi kìa ông nội ơi. Ai nói tụi bay tao không động. Trời ơi chứ sao nó động rồi. Bây giờ sao? Bây giờ đó. Cái gì vậy? Ui
nó không động rồi. Ba đứa mình động. Ba đứa mình động. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hồn núi cao. Giật lấy tiền lại. Mày 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 chết rồi. Cái gì vậy? Trời ơi chết rồi. Cái gì? Trời tao lỡ tao luôn da mặt tao ngang rồi. Mày khùng quá. Là cái mặt nạ làm hết hồn nổi. Trời. Mày cũng rảnh lắm. Mày là thằng nào? Thằng nào coi nó ai? Trời ơi. Thằng bông. Thằng này nó bán vé số cái công viên kế bên hả? Bạn của các dự kiến nè. Có còn gì nữa? Đồng nghiệp à. Mày sao vậy? Sao không bán số giờ tự nhiên giờ đi mua dao đi ăn cướp hả là sao? Trời đất ơi, ông nội này tôi ăn hiếp ông hàng ngày này, tự nhiên bữa nay cầm dao đeo mặt nạ hù tôi mới dễ sợ chứ. Nãy giờ tao muốn đứng tim luôn, giờ mới tới phiên tao nè. Thôi từ từ. Mày đừng manh động mày, tội nghiệp nó mày. Tội nó mày ơi. Cười. Nó cười. Vui không cười. Mày nhìn kìa, mày thấy cái gì không? Không nhìn sao nó không thấy. Nhìn đi. Thấy cái gì không? Mày nhìn kỹ đi. Nhìn kỹ chưa? Nhìn kỹ. Có thấy gì không? Tao nhìn kỹ rồi mày vẫn không thấy. Mày phải kêu tao nhìn cái gì chứ, tao biết được nhìn. Tao không cần nói mày nhìn cái gì, mày cũng phải biết mày nhìn cái gì nghe chưa. Nhìn đi rồi mày sẽ thấy, mày phải thấy. Mày thấy chưa? Thấy. Xạo có gì đâu mà thấy. Mày quýnh nó đây. Nói gì mày quýnh. Ngu kêu lụm lụm liền. Ngu lụm liền. Lụm. Kêu không lụm nữa mày. Lụm. Lụm liền. Ngu mới nấu lụm nữa à. Mày cái kìa. Làm cái kèo nào cũng bị nó quên. Tội đó. Nói. Tại sao dám ăn cướp thì tụi tao. Nói. Thật ra tao cũng đâu có muốn đi ăn cướp đâu. Chứ sao mày nấu để nó quánh mày nữa vậy? Tại mấy bữa trước á, đi bán vé số, bị người ta cướp hết trơn vé số rồi. Đói quá không có cái gì ăn. Thấy mấy đứa nhỏ trong công viên nó bỏ quên cái mặt nạ với con dao, tao mới nghĩ ra cái cách đi cướp à. Để coi có cái gì không bỏ vô bụng cho đỡ đói. Mấy bữa nay tao mày đâu có ăn cái gì đâu. Mày ăn cướp người lạ đi, cướp người quen. Người lạ người ta quýnh chết làm sao? Cái tâm nó tốt quá. Nè thấy không, con dao lấy băng keo nó còn dán lại. Sợ mày đứt tay. Mày hay quá, mày lương thiện quá. Trời đất ơi, cướp người lạ sao bị quýnh hả? Bây giờ mày cướp người quen rồi phải không? Tao quýnh mày còn gấp đâu rồi nó. Trời ơi, tao tội nghiệp đó mày ơi. Mày đừng đánh nó, tội nghiệp đó. Tao hứa với mày tao không có đi ăn cướp nữa. Nó hứa rồi đó. Nhưng mà tụi bay có cái gì cho tao ăn không? Có gì không? Con báo hồi này mày ăn không? Con nè, con mỏ nhỏ. Có. Mày đưa dao cho ăn luôn đi, mày ăn luôn đi. Có. Nè, có xôi nè, mày ăn đi. Ê, không cho nó ăn. Thôi cho nó ăn đi. Mày cho nó ăn cướp quen tay mày không dạy nó được. Đúng rồi, cho nó ăn đi mà ăn cướp là sao vậy nó được. Có, mày không cho nó ăn rồi nó xỉu tại đây á. Đúng rồi, mày không cho nó ăn nó xỉu tại đây á. Mày muốn nó xỉu hay mày muốn đi ăn cướp? Mày muốn nó xỉu hay mày muốn đi ăn cướp? Tao mệt, tao cái lộn với mày. Mày đưa cái lộn của mày. Mày đưa tao. Cái gì á? Rớt đất luôn rồi. Ê. Nó đói quá mày tụi. Ê con người mày sống mày ác mày ích kỷ vừa luôn nghe rồi. Con dâu đã gớt đất nhỏ lụm lên ăn là biết nhỏ đói lắm mà mày ớt hủi con nhỏ tội nghiệp nhỏ nha mày. Mày vừa bãi mày, mày vừa bãi không? Con đẹp con nó cũng là bạn này mày chơi với nó nhau mà sao? Để tao nói đi. Người vừa bãi thôi nha. Mày vừa bãi thôi nha. Nó không cầm đất môi mày nãy giờ. Mày ăn hiếp. Nãy giờ tao nói mày câm mà. Mày câm hả? Sao mày không nói? Mày câm mày trả lời tao đi. Mày nói nói được rồi biết không? Tụi mày có cho tao nói đâu. Mày không cho tao nói hả? Xôi rớt xuống đất dơ rồi sao mà. Đúng rồi, xôi rớt xuống đất dơ sao nó ăn được. Tao cho nó ăn cái cục xôi này vô bụng rồi nó đau bụng tiền đâu nó đi bác sĩ. Đúng rồi, đau bụng tiền đâu đi bác sĩ. Mày bạn tao mà. Tao bạn mày mà. Sao mày nghĩ tao cầm đồ ăn người ta mà tao dục xuống đất hả? Đúng rồi, sao mày dục xuống đất được. Nó quánh mày bây giờ. Đúng rồi, nó quánh mày. Tao định cho nó ăn xôi mới à mày. Hả? Cho ăn xôi mới kìa, thấy không? Hiểu lầm bạn không à? Tao không cho mày ăn là tao cho mày một bài học. Ngày xưa tao nghèo hơn mày 100.000 lần. Tao đi làm thuê người ta coi như con trâu con bò. Mà tao thề mày cuộc đời tao chưa bao giờ never ăn cắp. Mày nói gì mày giờ mày nói mày ăn cướp mày chơi cha tao hả mày? Tụi nó mà. Đói bụng không? Có bịch xôi mới nè, ăn đi. Qua đây đây. Ăn đi. Bịch xôi này là 5.000 đó. Tao bán bịch xôi này tao được 5.000. Chứ tao không bán tao cho mày ăn. Tao không nói bịch xôi này là 5.000 đâu. Cầm đi. Thôi, cầm đi. Nhưng mà nó là 5.000 đó. Mày ăn thì mày cũng... Đưa nó đi, công việc dịch hoài. Ăn đi, còn nó lấy lại bây giờ nè. Ăn đi.
Ăn từ từ thôi, mắc nghẹn vậy. Làm gì khóc? Đúng là sao xuyến xôi. Nhìn nó ăn xôi mà lòng ta xuyến sao. Trời ơi, xàm. Bác sĩ nói bệnh lao này, bác sĩ bó tay. Trời ơi, sao ghê vậy? Mày bị lao tâm, lao lực, lao não hay là lao phổi? Không phải, gặp con gái tao lao vào.